Mình bắt đầu nhá. Hai khoáng vật chính của phosphor. Phosphorit là đúng rồi. Cacalit sai, dolomit sai. Dolomit sai. Apatit và phosphorit. Được chưa? Apatit và phosphorit. Metinacetat công thức cấu tạo thu gọn này. Hello Trúc Thành. Các bạn trong khóa live thì chú ý nhá, chuẩn bị là thầy sẽ gửi cho chúng ta cái file PDF của sách của thầy nhá. Tất cả các bạn đăng ký khóa live stream của thầy sẽ được tặng file PDF của quyển sách này. Quyển sách cực kỳ chất. Đấy, quyển sách quái vật của thầy. Luyện cái này chắc chắn trúng. Thấy chưa? Một của mình là ra bán dê chứ. Apatit và phosphorit chứ. Đấy đúng rồi. Chính xác, mình sẽ có 42 nào. Metin acetat là công thức cấu tạo thu gọn này. Metin acetat là CH3 đúng không? Thế thì loại thằng này CH3 này, đuôi metin, đây đuôi CH5, đuôi etin vứt này. Đây đuôi metin lấy đúng không? Để đuôi này là HCO là thằng này vứt, không phải là CH3, đúng chưa? Đáp án đúng mình đáp án C. Wow. Các em nhớ C này về tường nhá, xong rồi tát tất cả các bạn vào trong video livestream này. Hôm nay thầy sẽ cố gắng thì sẽ chữa full cái đề chuyên Hạ Long cho các em. Tối nay thì sẽ cố gắng để chữa full. Thế nên là xe lại về tường để còn có tài liệu học nhá. Câu 43, các em nhớ comment đáp án này. Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo? Ui 169. Số đẹp đấy. Polymer nào sau đây được sử dụng làm chất dẻo? Nào các em lưu ý này. Polymer nào sau đây lại được sử dụng làm chất dẻo? Nghe vẻ hơi khó nhá. Thế thì mình có này. Thì, chất dẻo thì amylose thì không phải chất dẻo, amylose là lương thực rồi. Đúng chưa? Polyethylene là PE. PE làm gì? Túi giấy bóng. Túi giấy bóng ấy. Túi bóng là chất dẻo mà. Ni lông sau là tơ rồi, không phải chất dẻo. Ni lông này cũng là tơ rồi. Được chưa? Còn anh này là polymer thiên nhiên rồi. Vì vậy nên là đáp án đúng chúng ta là polyethylene. Đáp án đúng đáp án B. Túi bóng. Ok. Sang câu 44 à. Ở trạng thái cơ bản thì nguyên tử nào sau đây có cấu hình elo mày cùng là 3S1. Đấy, ui. Kinh hương phạm đến 7D rồi. Tí nữa, tẹo nó thôi là chị Huế chị đã gửi điểm báo cho thầy. Đấy, các em nhớ cho thầy nha. 20 giờ tối thứ hai hàng tuần sẽ live giải các đề trường nổi tiếng. 21 giờ 30 tối thứ sáu sẽ live giải đề trong sách. Và bây giờ là cái khóa của thầy là bổ chỉ 400.000 thôi. Các em sẽ có combo khóa live giải đề này. Ở trong sách đề của thầy này. Bộ full video mất gốc các chiêu kinh điển của thầy này. Và cộng với lại file PDF của sách của thầy nhá. Bạn nào mà muốn đăng ký thì còn inbox ngay lập tức cho thầy. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nào sau đây có hình elo cùng là 3S1. Thế thì mình có này. 1S2, 2S2, 2P6, 3S1. Thế mình có số N. 2 cộng 2 cộng 6 là 10. Cộng 1 là 11. 11 mà nhân với 2 thì gần bằng 22. Mà 11 nhân 2 thì bằng 22. 22 thì gần bằng 23. 23 thì mình nhớ đến natri. Vậy đáp án đúng mình đáp án C. Nghe chưa? Hôm nay đi học của mấy đứa bảo cô thầy ơi cô giáo em bảo là không có chương trình lớp 10, không cho có chương trình lớp 11 đâu. Sai nhá. Có lớp 10 có lớp 11. Nên là thầy vẫn ôn. Đây trong tất cả các đề đây là của bài của lớp 10 này. Đấy các em phải cẩn thận nhá. Còn hai khoáng vật chính này là của bài của lớp 11 này. Thế thì kiểu gì cũng có 11 nhưng nó ít thôi, nó không có nhiều. Đấy, thế là cảnh tỉnh cho tất cả các bạn đang theo dõi video livestream này biết nhá. Mình tiếp này. Sang câu 45 chất nào sau đây là mất máu dung dịch CaMNO4 điều kiện thường. Thế benzen là C6H6 là không mà là mất máu dung dịch CaMNO4 điều kiện thường nhá. Bạn nào không biết đây tiện thể thì ôn cả lớp 11 đấy. Bạn nào không biết thì xem ngay lại về tường nhớ chưa. Metan thì CH4 này thì không là mất máu CaMNO4. Toluen thì các em lưu ý nha. Toluen không làm mất màu CaMNO4 ở điều kiện thường, nhưng đun nóng lên thì mất màu nên là vẫn loại. Ethylen thì các em cứ nhớ thầy có thằng nào có nối đôi ấy, hoặc là nối ba thì là mất màu CaMNO4 ở điều kiện thường. Đáp án đúng đáp án D. Được chưa? Một chấm cho chữa phun này. Một chấm cho chữa phun này tối hôm nay. Thầy đấy, một chấm cho buổi chữa phun đề tối ngày hôm nay. Câu 46 này. Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Chất nào sau đây có tên gọi là đường nho? Thế thì fructose là đường mật ong đúng không? Saccharose là đường mía đúng không? Tinh bột là đồ ăn rồi. Vậy đường nho là glucose. Các em giúp thầy tag các bạn các em ở trong video livestream rồi nhá. Sai một câu rồi kìa, Đức Bùi Lương kìa. Em quên không thi. Thế thì lần sau thi, Đức Cô Tu. Câu 47, dãy các kim loại có thể được điều chế bằng pháp thủy luyện. Dãy các kim loại có thể điều chế bằng pháp thủy luyện. Phương pháp thủy luyện là gì? Là phương pháp mà kim loại mạnh đẩy kim loại yếu ra khỏi muối của nó
Kim loại mạnh để kim loại yếu ra khỏi muối. Thế thì đây là phản ứng này xảy ra ở trong dung dịch. Thế thì xảy ra trong dịch thì không thể điều chế các thằng mà có thể khả năng tác dụng với lại nước được. Natri tác dụng với nước vứt. Canxi tác dụng nước vứt. Đúng chưa? Đấy. Thế thì kim loại mạnh để kim loại yếu là khỏi muối. Vậy bây giờ mình còn magie, kẽm, chì, niken, sắt, đồng, bạc, vàng. Thế thì thằng mà thủy luyện được thì là gì? Dê, đúng rồi. Phun hết để nhớ xe. Xe thao tác các bạn vào đây thì thầy sẽ cố gắng để phun hết để. Ok. Vẫn như chiêu cũ nhá, mình sẽ chọn làm câu dễ trước, làm câu khó sau. Xe này xong tác các bạn vào trong video live stream giúp thầy nhá. Câu 48. Trong công nghiệp nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây? Các em lưu ý này. Wow, có rất nhiều bạn cả trả lời đúng này. Tam giác đều này, Huỳnh Ngân này. D, đúng rồi, chính xác, rất tốt. Câu 48, trong công nghiệp thì nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây? Các em comment đáp án thì xem nào. Trong công nghiệp thì nhôm được sản xuất bằng phương pháp nào sau đây? Chú ý là trong công nghiệp nhá. Gạch chân này từ trong công nghiệp nhá. Trong công nghiệp đấy. Đây, trong công nghiệp. Thế thì là nhôm thì không thể dùng để magie khử được, đúng không? Không thể điện phân được tại vì nhôm tác dụng với nước, đúng không? Vậy thì chỉ có thể điện phân nóng chảy Al2O3 hoặc AlCl3 thôi. Nhưng mà thằng AlCl3 loại tại sao? Tại vì nhiệt độ bốc hơi của thằng này thì lại nhỏ hơn nhiệt độ sôi. Thế nên là trước khi nó sôi thì nó bị bốc thì nó bị phân hủy mất rồi. Phân hủy thì chuẩn hơn. Chính vì vậy nên đáp án đúng mình đáp án A. Đấy. Tam giác đều chính xác, hoàn toàn chính xác. Trần Trọng Bình, Thúy Nga rất chính xác, rất tốt. Đấy. Các em cứ học theo thầy chẳng mấy tí rồi. Siêu nhân luôn. Nhớ xem về tường tương tác các bạn vào trong video live stream này nhá. Nhớ đấy. À, chúng ta tiếp tục này. Chúng ta tiếp tục sang câu tiếp theo này. Câu 49, các em nhớ comment đáp án nhá. Nhớ comment thật nhiều đáp án vào đây. Mình có câu 49, kim cương và than trì là các dạng gì? Thù hình của carbon đúng không? Đáp án đúng đáp án A. Đấy, Nguyễn Viết Hải đúng, Hoàng Mỹ Dung đúng, rất tốt. Câu 50, công thức phân tử của ancol metilic. Nào, xem còn nhớ không? Công thức phân tử của ancol metilic xem bao nhiêu đứa còn nhớ công thức phân tử của ancol metilic thì comment xuống dưới để thầy biết xem là em còn nhớ hay em đã quên. 49A rồi, ok, thank you cả nhà. Công thức phân tử của ancol metilic xem nào. Gì nhỉ? CH3OH hay còn được viết dưới dạng là CH4O. Nguyễn Thế Khải đúng, chính xác. Vinh Nguyễn đúng, chính xác, rất tốt. Rất tốt. Bạn Trần Trọng đúng, Đào Hùng đúng. Đào Hùng tác xe vào trong nhóm lớp nhá, tác tất cả các bạn ở trong lớp của mình vào đây nhá, cho thầy nhá. Câu 51, dung dịch nào sau đây có phản ứng màu biore? Biore thì phải là gì? Từ dipeptid trở lên đúng không? Dipeptid trở lên có nghĩa là phải bắt nguồn từ, bắt đầu từ tripeptid. Tripeptid. Bây giờ thì các em được luyện hết rồi, bây giờ các em chỉ có luyện đề thôi. Bắt đầu từ tripeptid. Thế vậy thì mình sẽ có này. Tryptophan không, nó không phải peptid. Glycine thì nó là không phải. Glyalan nó chỉ là dipeptid thôi, nhưng không phải đúng không? Vậy đáp án đúng mình là đáp án gì nhỉ? C, albumin. Đấy. Cái câu đếm này là câu mà các em sợ lắm đấy này. Các câu đếm này là các em sợ lắm này. Nào nhanh tay xe lại về tường trong bài tác các bạn trong video livestream giúp thầy nha. Nha. Tiếp tục là bây giờ các em làm cho thầy xem nào, câu 52 đáp án gì? Câu 52 xem nào. Đây là một câu đếm nhận định. Câu đếm nhận định thì thường hay, nó khá là hay. Nó khá là đặc biệt. Ít bạn làm được câu đếm nhận định lắm. Nào. Cho các chất sau. Số chất thuộc loại điện đi yếu. Úi dồi ôi, câu này nó lại là một cái câu mà này. Khá là mệt mỏi nữa. Đúng không? Nào. Cho các chất sau số chất điện đi yếu. Thế các em cần phải nhớ thầy xem chất điện đi yếu là gì. Đúng không? Các em cần phải nhớ thầy xem chất điện đi yếu là gì. Thế ở đây thầy nói nhá, chất điện đi yếu là nước này, axit yếu này, bazơ yếu. Được chưa? Hồng Ngật ơi, Hồng Ngật xem vào trong nhóm giúp thầy nhá. Xem vào trong nhóm offline ấy. Được chưa? Thế có nước là 1 này, anh này axit yếu là 2 này, anh ACLO là muối, anh này axit yếu là 3, H2S là axit yếu là 4, COS là muối vứt, BOH là lần, là bazơ mạnh vứt. Vậy thì có 1, 2, 3, 4 thằng. Đáp án đúng đáp án gì? Câu 53. Loại đá hay khoáng chất không chứa carbon, canxi carbonat. Loại đá hay khoáng chất không chứa carbonat. Thạch cao là CaS4 rồi.
Đá vôi là xe CO3 này. Đá hoa là xe CO3 này. Đá phấn cũng là xe CO3 này. Lê Phạm Phương Nguyên 54. Nhanh thế, đang 53 mà. Không chứa canxi carbonate mà em. Mỹ Hạnh Hoàng Thị không chứa canxi carbonate mà. Huỳnh Ngân 52C, hình như Huỳnh Ngân đếm nhầm. Điện ion 1 2 3 4, cũng thấy thấy nhiều bạn bị sai lắm. 53 đáp án gì? Không chứa mà các em ơi. Nhìn kỹ nào. Không chứa các bạn. Nhìn kỹ lại cho thầy xem nào. Nhìn kỹ lại, nhìn thật kỹ lại xem nào. Không chứa. Nào không chứa thì là đáp án gì? Là thạch cao. Ok, thank you gì? Không. Nhá, thầy ghi ra đây rồi đây. Em nhìn kỹ, không chứa thì là thạch cao. Được chưa? Đấy, wow, cảm ơn bạn Hồng đã share trong tất cả các nhóm cho thầy. Đấy, còn bạn nào như bạn Hồng nữa thì comment điểm danh nhá. Bạn Hồng là bạn học khá tốt của lớp off và cũng là khá tốt của lớp live stream thầy. Câu 54. Đấy, thầy thấy không? Các em thấy không? Có rất rất nhiều bạn bị comment sai, comment nhầm câu này. Câu 54. Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường. Không phản ứng với nước, natri phản ứng nước điều kiện thường tạo thành NaOH. Canxi phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành CaOH là lần. Kali phản ứng với nước ở điều kiện thường tạo thành KaOH, đúng không? Vậy thì không phản ứng với nước nhiệt độ thường là thằng nào? Thằng bạc, đúng chưa? HF là axit mạnh, trời đất ơi. HF thằng này là axit yếu. Nha. Chết dở. Đấy, thì em thấy không? Có những cái câu dễ mà các em chết, nhìn nhầm. Đấy, mắt lé rồi Hương Phạm. Để cho vậy 54 của chúng ta đáp án là không tác dụng với nước ở điều kiện thường là ai? Câu 55, một câu khá hay. Câu sự đồ hình vẽ các em ạ. Câu này mà không xe về tường thì hơi phí. Thực sự luôn. Câu này rất hay. Câu 55, để điều chế etinacetat trong phòng thí nghiệm người ta lắp dụng cụ hình vẽ sau. Câu này các thầy cô quên hay quên không dạy bọn em ấy. Thế nên là bọn em rất là gà trong phần này. Mà thực ra các em rất hay bỏ phần ứng dụng điều chế. Thế nên là thầy bắt buộc phải có cái buổi live stream này cho các em. Thế em lưu ý cho thầy này. À, hóa chất được cho vào bình 1 trong thí nghiệm trên là. Thế thì bình 1 này. Ở đây cho bình 1 thôi. Bình 2 chắc chắn mình thu được là etinacetat rồi. Đúng không? Thế để tạo thành etinacetat là CH3COCH5 thì nó phải đi được từ CH3COOH đớp nhau với CH5OH, đúng không? Vậy anh này vứt này, CH3OH là vứt, đúng không? Anh này được, CH3OH vứt, vậy chỉ còn hai anh này. Chú ý rằng là phản ứng này phải cần có gì? Điều kiện là trong môi trường H cộng, thực ra là H2S4 đặc. Vậy phải có cái H2S4 đặc nữa. Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án B. Wow, bạn Bùi Văn Thành đúng, Đào Ngọc Hồng đúng, Lê Phạm Thông Nguyên đúng, Bùi Văn Thành đúng, Tú HT đúng, chính xác, rất tốt. Đấy, thì thấy cái đề của trường này cũng hay phết, đúng không các em? Mình sang câu tiếp theo, câu số 56. Mình sang câu tiếp theo, câu số 56. Ôi thôi chết rồi, điện thoại thầy nó báo còn có 2% pin cả nhà. Giờ này còn 20% pin, đứa nào bắn Bluetooth pin cho thầy đấy. Đứa nào có Bluetooth pin không bắn cho thầy phát. Câu 56, tỷ lệ về số người chết. Tỷ lệ về số người chết bệnh phổi do hút thuốc lá, đúng không? Vân vân vân, chất gây nghiện và chất ung thư có trong thuốc lá là gì? Caffeine à? Caffeine ở trong cà phê à? Hay morphine? Hay aspirin? Aspirin là thuốc cảm này. Morphine là thuốc kháng sinh này. Thì là gì? Nicotine, đúng không? Đáp án đúng, đáp án B. Wow, rất nhiều bạn comment đúng nhá. Rất tốt. Ông Nguyễn Xuân Trường mắt lé à? Sao có D ở đây này? Trường mắt lé rồi em ơi, đi khám mắt đi. Câu 57. Câu 57. Thủy phân peptide glyalaphenin. Glyalaphenin. Glyalava thu được tối đa bao nhiêu đi peptide chứa gly? Chú ý là đi. Đi peptide thì có hai gốc. Alpha amino acid. Đúng rồi, H2O4 áo nước, chính xác em. H2O4 áo nước thì nó mới hấp thụ nước nhá. Đi peptide chứa gly. Chính xác, nicotine, Hương Phạm. Thế đi peptide có gly thì glyala một cháu này. Phenin gly là cháu thứ hai này. Chú ý này, glyala lại bị trùng này. Thằng này với thằng này trùng nhau đúng không? Vậy tối đa bao nhiêu peptide đi peptide? 1 2 đi peptide thôi. Nhá, nhiều đứa nhìn nhầm 3, biết ngay nhiều đứa chết. Úi giời ơi, chết như ngả ra tài hỏng. Nhìn kỹ nhá. Glyala 1 này. Phenin glycine là 2 này. Glyala nhiều đứa tưởng 3 nhưng mà thằng này với thằng này trùng nhau các em ơi, các thánh ơi. Thằng này trùng nhau à? Vậy chỉ thu được 2 thôi ạ. Nghe đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Nha. Câu 57 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D cơ. Khổ lắm.
Thế bị lừa nhiều chưa? Sấp mặt luôn. Sấp mặt thế này thì phải xe về tường để mà còn ôn lại, thế này không chết dở. Đúng không? Các đồng chí bị sấp mặt. Các đồng chí bị sấp mặt thì xe ngay về tường đi. Một chấm xong một xe. Từ nãy giờ em bị các em bị lừa mất mấy câu rồi. Các em ơi, từ nãy giờ các em bị lừa ngu mất mấy câu rồi. Từ comment thầy biết xem nào. Từ nãy đến giờ các em bị lừa ngu mất mấy câu rồi. Bùi Văn Thành. Ok. Tiếp nhá. Nào mình tiếp nào. Cứ sai đi khi để cho phép chính xác. Ba câu đầu sai cường xa kê khổ thân ông. Sai nhiều câu ngu đấy, thế thì phải xe xong phải học thầy thì mới đỡ bị ngu được. Vào thi tuyệt đối không, thế thì phải sai ngay từ bây giờ tam giác đều nhá. Câu 58 nào. Trộn dung dịch chứa amon NaHCO3. Đây bây giờ thầy mới có. Trộn dung dịch chứa amon NaHCO3 có nghĩa nó cho Na cộng amon này. HCO3 trừ amon này. Với dung dịch chứa Na cộng amon này. HSO4 trừ amon này. Vậy đầu tiên là HS4 trừ thì nó chính là gồm hỗn hợp cùng H cộng amon và SO4 2 trừ cùng amon. Vậy thì HCO3 trừ đớp nhau với H cộng để tạo thành H2O cộng với lại CO2 bay lên. Thế bay mất hết rồi. Đúng chưa? Thế là bọn này biến mất. Bọn này biến mất. Vậy trong dịch của thầy có nghĩa là thằng này biến mất luôn. Chỉ còn trong dịch của thầy còn gì? Na2 SO4. Hết sạch rồi. Thằng này là 2A đúng không? Oh no. Bình tĩnh. A đúng rồi. Na2SO4 amon đúng rồi. Vậy X có thể tẩy quánh trắng thì tím không? Không đúng không? Úi xồi ôi. Rất nhiều C. X môi trường bazơ sai. Các này là gì? Môi trường bazơ, môi trường axit sai tiếp. Tẩy trắng sai không làm vì tím chuyển màu. Đáp án đúng, đáp án C. Wow. Thầy nhìn một chuỗi C rất tốt. Này các bạn làm rất tốt. Chính xác, một chuỗi C luôn. Câu 59. Cho các điều sau. Không biết là hỏi đúng hay sai, mình cứ đọc đã. Đốt cháy hoàn toàn STNO đơn trước mạch hở thì luôn thu được số mol CO2 bằng số mol nước. STNO đơn trước mạch hở là CnH2NO2 thì luôn số mol CO2 bằng số mol nước này chính xác. Tất cả các axit carboxylic đều tham gia phản ứng trắng bạc láo, HCOH trắng bạc. Sai. Được chưa? Tiếp tục nào. Phản ứng thủy phân ST trong môi trường bazơ là phản ứng thuận nghịch. Môi trường bazơ là phản ứng một chiều. Sai. Tất cả các alcohol no đa chức đều hòa tan CO2 là lần. Sai. Ví dụ thằng này thì sao? Thằng này cũng no và nó cũng đa chức đây, không thể là tất cả được, đúng chưa? Thằng này không hòa tan bởi nó phải thiếu từ kè, vậy là sai nốt. Số phát biểu đúng. Sai. Vậy đáp án đúng mình là đáp án A thôi. A chỉ có một thôi các em nhá. Trúc Thanh thế nào? Một chính xác, đúng, rất tốt. Trúc Thanh là team học live của thầy đấy, nhớ tối thứ 6 quẩy đề nhá. Các em chú ý team học live stream tiện thể ở đây thì tối nay thì thầy có là dạy buổi live ở bên ngoài luôn. Thì thầy nhắc luôn team học live stream của thầy tối thứ 2 là mình, tối thứ 6 là mình sẽ quẩy tiếp nhá. Mình quẩy tiếp cái đề số 2 đề minh họa 2017 lần 1, được chưa? Đây, nha, nhớ chưa? Nhớ team học live của thầy đấy, tối thứ 2 mình sẽ quẩy full đề này. Tối thứ 6 tuần tới mình sẽ quẩy full đề này. Câu 60 nhỉ? Câu 60. Xà phòng hóa hoàn toàn triolein bằng dung dịch NaOH thu được sản phẩm là. Thế chúng ta chú ý triolein của mình là C17H33COO tất cả 3 lần C3H5. Được chưa? Thế vậy là ta sẽ thu được là C17H33. Đúng chưa? Nhưng mà trong NaOH thì phải là C17H33COONa và glycerol. Đáp án đúng phải là đáp án B. Được chưa? Ui, đúng, Bùi Văn Thành gì đấy? Câu 60 mà. 60 là đáp án đúng, chúng ta phải là đáp án B nhá các em nhá, nhớ chưa? Nguyễn Thế Khải chính xác, rất tốt. Thầy thấy bạn Nguyễn Thế Khải comment đúng từ đầu đến giờ luôn. Câu 61 nào. Cho các phản ứng dãy các chất và ion nào sau đây được sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxy hóa. Dãy các chất và ion nào sau đây sắp xếp theo chiều giảm dần tính oxy hóa. Thế thì chúng ta cứ nhớ cho thầy là khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng. Thì có cái cặp đặc biệt đây này, là cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng là nằm vị trí thằng hàng nhá. Đây xong rồi nằm trước thằng, nằm giữa cặp đồng 2 cộng trên đồng và bạc cộng trên bạc.
đây không có bạc. Được chưa? Vậy mình cứ nhớ là đồng 2 cộng đứng trước sắp 3 cộng. Tính ngô, giảm dần tính ngô xóa. Đây là chiều tăng, tăng tính ngô xóa. Vậy ngược lại chiều giảm. Vậy 3 cộng đến sắp 3 cộng lên đồng 2 cộng. Nha, sắp 3 cộng lên đồng 2 cộng. Sắp 3 cộng nhỏ hơn vứt. Sắp 3 cộng nhỏ hơn đúng vứt. Sắp 3 cộng lên đồng 2 cộng. Đây, sắp 3 cộng lên đồng 2 cộng. Rồi. Nhưng có bao giờ sắp 3 cộng mạnh hơn được cầu lo không? Sai, không bao giờ cầu lo phải mạnh hơn sắp 3 cộng. Được chưa? Vậy đáp án đúng là đáp án D. Câu 61 này bắt chúng ta phải Lộc hơi ăn lừa tình nhiều lắm. Đúng rồi, chính xác. Trúc Thanh chính xác này. Trúc Thanh nhìn như nhầm sao nhỉ? Thầy nhìn mắt lé đấy. Bùi Anh Thành đúng, Nguyễn Thế Khải đúng, Ngọc Trung đúng, Chí Hải Nguyễn đúng, nó tốt. Đấy. Có rất nhiều bạn không bị lừa tình, thầy nghĩ là nhiều bạn tô bê đó. Nhưng đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C cơ cả nhà. Hình sang câu 62 nào. 62 nhiều đứa chết, chết vô số kẻ luôn. Chết như ngả rạ luôn. Xem bao nhiêu đứa chết, bao nhiêu đứa chết chấm cái cửa hạnh phúc. Ha ha ha, ta đã bị sai và không bao giờ ta bị sai ở trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nữa. 14 gam gồm phenol NC6H5 OH. Phenol là một cái cảm giác khi mà ta uống rượu xong, sau khi uống rượu ta bị phê và bị nôn. Ethanol là C2H5OH. Đấy, chúng mày nhìn xem ta đang bị nôn này. Tác dụng với natri dư. Thu được khí hydro, số mol hydro bằng 2,4 chia cho 2,24 chia 2,4011 mol. Thế thì mình có này, số mol nhóm OH thì chính bằng 2 lần số mol hydro và bằng 2 nhân với lại 0,1 thì bằng 0,2 đúng không? Thế trong này thì đều chỉ một trong OH, vậy là tổng số mol của bọn này bằng 0,2. Chúng ta lưu ý tiếp này. Hết rồi, đặt anh này là A, thì này B đúng không? Thế có hệ này. 94A cộng với 46B thì bằng 14. A cộng B thì bằng 0,2. Dăm vào câu hóa toàn được. Để yên thì bấm hệ nhá. 1, 2 này. 94 bằng này. 46 bằng này. 14 bằng này. 1 bằng 1 bằng này. 0,2 bằng này. 0,1 và 0,1. Vậy thì được A bằng 0,1. B bằng 0,1. Vậy phần trăm khối lượng của phenol trong hỗn hợp. Vậy thì tìm được phần trăm khối lượng phenol nhá. 0,1 nhân 94 bằng chia 14 bằng 67,14%. Vậy đáp án đúng chúng ta đáp án A. Wow, thầy thấy có rất nhiều bạn comment đáp án A. Rất tốt, Nguyễn Hiền, Minh Đức, Ngọc Trung, Bùi Văn Thành. Rất tốt, các em cứ tiếp tục cái phong độ này thì kiểu gì cũng ngon thôi. Mình có tiếp tục sang câu tiếp theo. Câu dễ không được sai nhá. Nhớ, nhớ là thầy dặn là câu dễ không được sai. Câu 63 này. Bây giờ luyện đề ngon rồi. Yeah. Giờ bạn nào mà chưa luyện đề thì vứt đi đấy. Câu 63. Trong 150ml dung dịch NaHCO3 NaHCO3 số mol là 1 nhân với lại 0,15 bằng 0,15. Và dung dịch chứa 0,1 mol acid formic HCOOH, số mol là 0,1. Đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được với lít khí CO2. Theo lưu ý này, đây phản ứng là HCO3 trừ NH cộng đúng không? Của nhóm HCOH thì tạo thành CO2. Thế thì chúng ta lưu ý rằng là 1HCO3 trừ NH cộng đúng không? Thế vậy đây là số mol là 0,15, thằng này 0,1, với tính là thằng nhỏ hơn là 0,1. Vậy có 0,1 nhân 2,4 thì bằng 2,24 lít. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Máy tính này, cảm ơn Văn Thạnh Huỳnh. Con máy tính này là FX500 MS, con này bấm hóa rất là nhanh. Con này nó đã đi theo thầy từ năm lớp 8, đi kinh qua tất cả mọi cái kỳ thi của thầy. Nó nhìn thấy mọi biến cố trong cuộc đời của thầy. Ok, solo lý không á. Đừng có thách thầy Ngọc Trung nha. Đừng có thách ông già húp tương. Ông già húp trùng sụp cho mà xem. Mình sang câu tiếp theo, câu số 64. Thầy khá là thích cái đề của Quảng Ninh này đấy. Đề của chuyên Hạ Long này đấy. Đề này khá là sát đấy. Thì nó phải như thế này, đề ra đề nó phải như thế này. Đúng không? Thầy chọn những cái đề hay hay cho chúng ta làm. Chúng ta không nên làm đề quá khó, chúng ta nên làm đề sát. Chúng ta không có nhiều thời gian để làm những đề khó cả. Câu 64. Cho dãy các chất, số chất trong dãy tính lưỡng tính. Có rất nhiều bạn chọn nhôm lưỡng tính, sai. Kim loại không bao giờ có tính lưỡng tính, mặc dù nó tác dụng với HCl hoặc tác dụng NaOH, nhưng kim loại không có tính lưỡng tính. Anh này oxit tính lưỡng tính, thằng này không, thằng này hydroxit có, vậy chỉ có mấy thằng thôi. Hai thằng thôi các em ạ. Đáp án đúng mình là đáp án D. Đấy, đáp án tốt. Thầy thấy từ nãy đến giờ có rất nhiều bạn comment rất là đúng, rất nhiều. Bạn Nguyễn Thế Khải này, bạn Nguyễn Thế Khải này, bạn Trúc Thanh này. Đấy, rất rất nhiều bạn. Các em nên nhớ rằng là những bạn ấy đều là những bạn học team online, live stream thầy. Bởi vì các bạn đã được luyện tập một cái điều rằng là không sợ sai, dám nói ý kiến bản thân. Nếu em dám nói ý kiến bản thân, em không sợ sai, thì chắc chắn phần thắng sẽ thuộc của em.
bởi vì em dám nói ý kiến bản thân. Lúc nãy thầy có chữa một cái đề dành cho team offline cực chất của thầy, thì có một cái câu mà thầy làm ra 5,6, rất nhiều bạn làm ra 4,48 hay 2,24, các bạn ấy cãi thì bảo các em lên bảng viết đi, viết để thầy nhìn lại chỉ chỗ sai và thầy chỉ hết cho các bạn ấy từng chỗ sai một. Và thầy tin tưởng 100% rằng là khi các bạn ấy nắm được cái lỗi sai như vậy thì các bạn ấy không bao giờ bị sai một lần nữa. Đấy, và các em hãy comment cho thầy đáp án của câu 64 nhá. Comment thì có đáp án, đấy là kỹ năng, đấy là kinh nghiệm để mà chúng ta có thể giải được vào cái đợt này. Đấy thì các em cần phải lưu ý và cần phải chú ý để mà trong cái đợt tới chúng ta còn giải. Bạn nào mà chưa xe về tường thì xe nhá. Xe ngay về tường, không là tí thì ẩn đấy. Nhưng bạn nào mà chưa xe về tường là như mấy hôm nay là thầy làm ẩn rất mạnh đấy nhá. Bạn nào mà chưa xe về tường thì xe ngay đi, không là tẹo nó thầy ẩn thì là mất hút con mẹ hàng luôn. Câu tiếp theo này. Câu 65, glucose phản ứng với hydro niken cho sản phẩm là sorbitol. Cái này hoàn toàn chính xác. Nhá. Trong môi trường axit, glucose và fructose chuyển hóa nhau sẽ sai, phải là môi trường gì? Kiềm. Có thể phân biệt glucose và fructose bằng phản ứng với dung dịch AgNO3, sai. Hai này đều phản ứng với AgNO3. Trong dịch glucose và fructose đều hòa tan siêu hát là nhiệt độ thường trong dịch màu xanh lam, cái này chính xác, đúng. Fructose là hợp chất đa chức, đúng, chính xác luôn. Có thể điều trị ancol ethylic bằng glucose bằng pháp sinh hóa, cái này chúng ta vẫn làm đấy. 1, 2, 3, 4, 4 nhận định đúng, nên đáp án đúng mình là đáp án D các em nha. Úi xời ơi, cực kỳ nhiều bạn bị sai cả nhà. Cực kỳ nhiều bạn bị sai luôn. Đấy, các em thấy không? Khổ không? Nhưng mà một lần sai là một lần nhớ. Các em nhớ xe ngay về tường nhá. Xe về tường. Tí like xong thì ẩn đấy. Bạn nào chưa xe thì xe đi, không thể ẩn là biến mất luôn. Wow, bây giờ chúng ta đến một cái câu khó một chút. Đây là câu số 66, đúng không? Thầy sẽ cố gắng này chữa câu 66 này ngắn ngắn để cho các em cùng dễ nhìn. Thực ra nó cũng không quá khó đâu. Thực ra câu này nó vẫn được đánh giá là một câu dễ cả nhà. Nhá, được chưa? Thầy có đây. Cho 27,4 gram kim loại bari. Thầy tìm được số mol bari nhỉ. 27,4 chia 197 bằng 137. 0,2 mol. Và 120ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm NH4 2 lần SO4 0,05 và 0,05 mol CuSO4 0,05. Mùi dễ ọt. Vậy mình có này, đầu tiên BaOH lần thì chui vào trong nước thì mình sẽ thu được BaOH 2 lần à? 0,2. Thế thì phân tích bọn này nhỉ. Phân tích bọn này cho các em nhìn một chút nhá, các em phải có cái nhìn một chút bọn này. Thì ta có này. BA chắc là thầy, chắc mai kia thầy sẽ đi lọc bạn nhá. BA 2 cộng là 0,2. OH trừ là 0,2 nhân 2 là 0,4. Các em chú ý từng bước thầy làm. Cộng với lại này. Hỗn hợp này gồm này. NH4 cộng là 0,05 nhân 2 là bằng 0,1. Cu2 cộng là bằng 0,05. SO4 2 trừ 0,05 nhân 1 có 0,05 nhân 1 bằng 0,1. Vậy thì có này, đầu tiên OH trừ đớp NH4 cộng này để tạo thành NH3 bay đi này, cộng với nước này, thằng này 0,1, thằng này 0,4 và thằng này 0,1 này, và điều này thì dẫn đến là OH trừ còn dư sau phản ứng này là 0,4 trừ 0,1 thì bằng 0,3, đúng không? Ba 2 cộng đớp SO4 2 trừ để tạo thành BaSO4, đúng không? Thằng này 0,1, thằng này 0,2, vậy là còn 0,1, đúng không? Và Ba 2 cộng còn dư, đúng không? Ba 2 cộng còn dư là 0,1, bởi vì 0,2 trừ 0,1. Tiếp tục này, Cu 2 cộng đớp OH trừ dư này, 0,05 này, 0,3 này, để tạo thành CuOH 2 lần này. Và toàn đồng là 0,05 này, đây 0,05 này. Vậy OH trừ còn dư là bằng 0,3 trừ 0,05 nhân 2 thì còn là 0,3 trừ 0,2. Vậy kết thúc bọn này thì còn BaOH 2 lần dư. Đúng chưa? Vậy suy ra cái thằng mà còn dư là BaOH 2 lần. Số mol là 0,2. Nha. Nồng độ chất tan này. C phần trăm thì bằng M chất tan trên M dung dịch nhân 100% nhé. M chất tan bằng 0,2 này. Nhân với này. 137 cộng với lại 17 nhân 2 bằng
171 chia m dung dịch. Thế m dung dịch thì bằng tổng m vào trừ m ra. M vào bằng m dung dịch ban đầu này, cộng m vào trừ m ra. Vậy thì có này, m dung dịch ban đầu của thầy bằng bao nhiêu này? M dung dịch ban đầu 120 nhá. Đúng rồi, m dung dịch ban đầu 120 này. Tất cả những cái vào dung dịch ban đầu này, vào dung dịch ban đầu là 27,4 gam kim loại bari này. Chúng ta chú ý là bari nó còn sinh ra hydro nữa. 0,2, vậy hydro ở đầu ra. Trừ đi 0,2 x 2 là bằng 0,2 x 2 con hydro này. Đấy, được chưa? Tiếp tục đầu ra này, nhìn này. Đầu tiên là NH3 bay lên 0,1 này. Đúng không? Đây. Vậy là lại trừ tiếp đi. 0,1 x 17 này. BA4 cái tủa xuống này. Trừ tiếp đi 0,1 x 233 này. Hết rồi đúng không? Lên đây thì tìm à còn CuW hai lần nữa. Trừ tiếp đi 0,05 nhân với CuW hai lần là bằng 64. Cộng với là 17 x 2 bằng 98 này. Úi giời. À 0,1, sorry. Ừ cảm ơn cả nhà. Úi cảm ơn Thoa Nguyễn nhá. Thank you em. Thầy hay bị mắt lé. Vậy nên mình bấm máy tính nhỉ. Bằng dịch sau 120 cộng với 27,4 trừ 0,1 nhân 17 trừ 0,1 nhân 233 trừ 0,2 nhân 2 trừ 0,05 nhân 98 bằng 0,1 nhân 171 chia n bằng 14,602 à? 14,60 à? 14,60. Vậy câu 66 của mình 14,60 em nhớ chưa? Đáp án đúng đáp án A. Ôi cũng vất vả phết nhỉ. 65 á. 65B à? Nguyễn Tùng Dương à? Đợi thầy tí nhá, thầy nhìn lại 65 nhá. 65 à? Thank you Nguyễn Tùng Dương để thầy nhìn lại nhá. Glucose phản ứng với hydroniken cho sản phẩm sorbitol đúng này. À, trong môi trường axit glucose và fructose có thể chuyển hóa nhau sai này. Có phân biệt glucose bằng fructose bằng phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3, cái này là sai tiếp này. Trong dịch glucose và fructose đều hòa tan CuW hai lần ở nhiệt độ thường trong dịch màu xanh lam đúng này. Ôi thôi chết, fructose chất đa chức là sai. Tạp chức, cảm ơn Nguyễn Tùng Dương nha. Vậy đây là số nhận định đúng của mình là B. Thank you Nguyễn Tùng Dương, cảm ơn các em. Đúng rồi. Đúng rồi, cảm ơn, thank you, mắt thì lé. Ừ, 65B, cảm ơn các em, cảm ơn Bùi Văn Thành. Đấy, đôi khi mắt lé cũng khổ thế, đói đấy, với dạy nhiều bị mờ mắt. 66, ok, đáp án A nhá. Group tạp chất, cảm ơn, Junalim. Hello, ừ, cảm ơn tất cả các em. Mình sang câu 67, nhá. Mình sang câu 67 này. Cho hỗn hợp X, bao nhiêu bạn muốn thì chữa full đề này, tối hôm nay thì chấm cả, chúng ta còn 13 câu. Bao nhiêu bạn muốn tối nay thầy chữa full đề này thì thả chấm một phát. Bao nhiêu bạn? Bao nhiêu bạn muốn tối nay thầy chữa full đề này thì thả chấm này. Nha. Câu 67 nào. Mình có câu 67. 67 khá hay đấy. Cho hỗn hợp X gồm 0,1 mol ethylene CH4 0,1 này. 0,1 mol metin acetylene. Metinacetylene là C3H4 này, 0,1 này. Thầy phải vẽ cho các em nhìn. CH4 này, C3H4 này. 0,1 mol isopren C5H8. 0,1 C5H8 isopren này. 0,7 mol hydro. Hydro 0,7. Vào bình xúc tác có niken đun nóng. Niken đun nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. DX, DY. DY so với heli thì là D. Cho Y lội qua bình đựng dung dịch brom cộng brom thì số mol brom tham gia phản ứng bằng 48 chia cho 160. 0,3 mol. Thế thì cái thằng này là hết pi. Tính giá trị của đây. Ui câu này hay dã man luôn các em ạ. Thì ở đây mình chú ý này. Lưu ý thầy là phương pháp giải bài này bảo toàn liên kết pi. Các em lưu ý đầu này có pi này.
sẽ bị mất pi ở phản ứng với cộng hydro này, sau mất pi phản ứng cộng brom, thế lúc đấy hết pi. Vậy thì có số mol những cái pi ban đầu, số mol pi ban đầu thì chính bằng số mol hydro phản ứng cộng với lại số mol brom phản ứng. Ok chưa? Thế vậy đây thì mình đã tìm được là số mol pi ban đầu rồi. Ui còn 10% pi. Số mol pi ban đầu. Ở đây thầy tìm được số mol pi ban đầu nhá, các em nhìn nhá, số mol pi ban đầu bằng này. 0,1 nhân 1. 0,1 nhân 1 cộng với 0,1 nhân 2. Cộng với 0,1 nhân 1 2 3. À no, sorry, 2 thôi, iso của đen mà. 1 2 cộng 0,1 nhân 2 thì bằng số mol hydro phản ứng cộng số mol brom phản ứng là 0,3. Đến đây chúng ta tìm được số mol hydro phản ứng sẽ bằng 0,1 nhân 1 là 0,1 cộng với lại 0,4 là 0,5, 0,5 trừ 0,3 thì bằng 0,2 đúng không? Số mol hydro phản ứng chính bằng số mol hỗn hợp dạng. Được chưa? Mặt khác mình có này. Mặt khác mình có dx trên dy, các em lưu ý công thức này nhá. Nhớ công thức này. Bằng ni trên nx. Thế dx dx soi heli nhá. Để bài yêu cầu chúng ta là tìm dx trên soi heli. Được chưa? Thế dx soi heli mình phải tính bằng 0,1 nhân 2,4 này. 0,1 nhân với CH4 nhân 28 cộng với 0,1 nhân với 12 nhân 3 cộng với 4 cộng với 0,1 nhân bằng ngoặc đơn 12 nhân 5 cộng 8 cộng với 0,7 nhân 2 bằng chia cho tổng số mol 0,1 cộng 0,1 cộng 0,1 là 0,3 cộng với lại 0,7 là 1 bằng chia heli, heli thành 4 bằng 3,75. Vậy dx so heli bằng 3,75 các em nhé. 3,75 này. Dy có thể là d thì bằng ni trên nx. Thế thì ni có phải bằng nx trừ đi 0,2 không? Nx bằng 1 vậy là 1 trừ d 1 trừ đi 0,2 1 đây tổng này 1 đúng chưa? 1 trừ 0,2 số mol hỗn hợp giảm này chia cho 1. Vậy đây thì tìm được đây. 0,8 đúng chưa? 3,75 mà chia cho 0,8 thì bằng 4,6875. Vậy đáp án đúng của mình là đáp án B. Rất tốt. Tôi nhìn thấy bạn Bùi Văn Thành làm đúng đấy. Các em hiểu bài này không nhỉ? Bạn nào hiểu bài này thì chấm cái thầy xem nào. Các em ơi, các em có hiểu bài này không nhỉ? Bạn nào hiểu bài này thì chấm cái thầy xem nào. Ui dê. Bao nhiêu bạn hiểu bài này của thầy thì chấm cái. Hello. Hello cả nhà. Nhớ xem về tường nhá, tí thẻ ẩn đấy. Các em hiểu bài này không? Dễ mà đúng không? Mình sang câu tiếp theo, câu số 68 nhá. Ôi chết rồi, điện thoại của thầy nó đang kêu là sắp hết pin. Thầy thiết kế làm sao để cắm được sạc vào cho nó nhỉ? Cắm được sạc vào cho con điện thoại này để có thể làm được với học sinh cưng. Để yên. Các em comment đáp án câu 68 ấy nhá. Thầy thiết kế cái sạc cho cái điện thoại để làm sao mà chúng nó có thể nice. Sạc ơi, đợi thầy tiệm. Ok. Thầy vừa cắm sạc rồi các em ạ. Khả năng cao sẽ ổn. Nhưng mà thầy ngồi hơi khó tự. Thầy chữa tiếp nhá. Câu 68 này. Thầy có 4 cốc chứa các dung dịch HCl. Hơi rung rung tí các em chịu một chút nhá. Bởi vì thầy vừa cắm sạc. Có 4 cốc chứa 4 dung dịch cùng nồng độ và thể tích. Úi dồi ôi. 4 cốc. Đây cốc 1 là thanh kẽm. Cốc 2 là thanh sắt. Cốc 3 là sắt đồng. Đấy. Cốc 4 là kẽm đồng. Tốc độ giải phóng khí ở 4 cốc giảm dần. Chú ý là có Vân Anh nhé. Sắp xếp theo thứ tự giảm dần. Thế thì chắc chắn chúng ta lưu ý một điều này. Kẽm mạnh hơn sắt. Đúng chưa? Nên 1 phải đứng trước 2. 1 phải trước 2. 2 trước 1 loại. 1 trước 2. Ok được chưa? Tiếp tục này. Đoạn này là tạo thành đài hai kim loại khác nhau về mặt bản chất tiếp xúc trực tiếp với nhau trong dung dịch chất điện ly.
Vậy bọn này ăn bằng điện thoại. Ăn bằng điện thoại vậy thì 3 4 phải đứng trước 1 2. 3 4 phải đứng trước 1 2. Loại nó rẻ. Vậy chỉ còn C. Để xem là 4 với 3 thế nào. Thằng kém với thằng đồng. Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa. Này. Kẽm đồng cách nhau qua hàng sắt. Đúng chưa? Sắt đồng cạnh nhau. Vậy có nghĩa là chênh lệch về thế thành cục của thằng kẽm thằng đồng lớn hơn nhau rất nhiều. Dẫn đến anh này phải tốc độ thoát khí là nhiều nhất. Vậy đáp án đúng mình phải là đáp án C. Không cần phải random đâu. Lê Diệu Linh, Lê Diệu Linh xe về tường nhá, xong tát tất cả các bạn ở trường chuyên Thái Bình vào giúp thầy. Được chưa? Thầy đang live stream chữa đề chuyên Hạ Long. Diệu Linh không biết là có được học sinh giỏi quốc gia không em nhỉ? Diệu Linh được học sinh giỏi quốc gia chẳng thấy nói năng gì với thầy. Không thấy khao khiếc gì luôn. Mình có tiếp tục sang câu tiếp theo, câu 69 á. 69 khá hay. 69 khá hay, bạn nào muốn chữa full thì chấm cái nhá. 69 à. Đốt cháy hoàn toàn mg hỗn hợp gồm cellulose, glucose và sacrose bằng oxy. Đấy. Toàn bộ sản phẩm bắt đầu hết về dung dịch, xeo lần dư xuất hiện kết tủa và khối lượng bình tăng, giá trị của M. Thế thì chỗ này mình phải lưu ý tí. Cellulose, glucose hay sacrose, ba thằng này đều là bọn carbohydrate đúng không các em? Và ba thằng này đều là bọn carbohydrate thì mình có thể coi như chúng nó đều là CnH2O tất cả M lần đúng không? Được chưa? Thì coi như vậy được không? Thế thì mình sẽ có này bằng oxy là cho cộng với oxy thì mình thu được số mol gồm CO2 và H2O đúng không? Đây là mg hỗn hợp nhé. Mg thì thầy ký ở đây là AB đi cho tiện, cho không bị lệch. Thế thì mg thì toàn bộ sản phẩm mg thì toàn bộ sản phẩm hấp thụ vào bên trong cái thằng dung dịch là hấp thụ vào bên trong bình dung dịch CO2 hay lần dư. OH hay lần dư. Thì thấy xuất hiện kết tủa, với kết tủa chúng ta kết tủa CaCO3 số mol kết tủa là bằng M cộng 185,6 chia cho 100 đúng không? Vậy đây do dư nên chắc chắn chính là số mol của CO2 là M cộng 185,6 chia 100. Được chưa nào? Đây khối lượng đây là M. Khối lượng bình tăng, M bình tăng. M bình tăng thì chính bằng là M của CO2 cộng với H2O các em ạ. M CO2 thì mình tìm được là bằng M cộng với 185,6 chia 100 nhân 44. M nước thì chưa biết. Còn M bình tăng thì biết rồi, bằng M cộng 83,2. Thì chưa? M bình tăng biết rồi, M cộng 83,2. Vậy hoàn toàn đến đây thì tìm được M nước nhỉ. Sẽ bằng là M cộng với 83,2 trừ đi 44 phần 100 nhân với lại M cộng với 185,6. Đấy, được chưa? Thế nên đây là mình tìm được M nước. Thế thì nước nước đây là giữ nguyên này. Thế nếu vậy thì để bảo toàn nguyên tử nguyên tố oxy được. Thế thì nước nước đây giữ nguyên nhá. Vậy oxy sinh ra này chính bằng số mol CO2. Nhìn kỹ không? Oxy chính bằng số mol CO2, nhìn thấy chưa? Vậy đây anh này là M cộng với lại 185,6 chia 100. Được chưa cả nhà? Thế là thầy tìm được M nước nhá. Vậy đến đây các em chú ý là thầy bảo toàn khối lượng là xong này. Thầy bảo toàn khối lượng xong này. Nhìn thật kỹ này, thầy bảo toàn khối lượng nhá. Bảo toàn khối lượng này. Thầy có khối lượng anh này M cộng với khối lượng oxy đây số mol nhé. 32 nhân với M cộng 185,6 chia 100 thì bằng CO2 này là M cộng 185,6 chia 100 nhân 44 cộng với chẳng cần. Đây M bình tăng, M bình tăng thì chính bằng M của CO2 cộng nước, chẳng cần. M cộng với 83,2 là xong. Bởi vì đây M bình tăng chính là M CO2 cộng nước mà các em. Thế nên thầy không phải làm gì cả. Ok, thank you. Vậy nên mình tìm được M. Em bấm máy tính giúp thầy xem M bằng bao nhiêu này. Thầy ngại bấm máy tính quá. M M này biến mất này. Vậy là ở đây thầy có là M chia 32 M phần 100. Thế chỗ này còn 32 nhân với 185,6 chia 100 bằng 83,2 trừ N bằng chia cho 0,32 bằng 74,4. Vậy đáp án đúng chỗ nào là đáp án A. M của ta bằng 74,4.
Được chưa? Đây thì vào máy tính thì mở bằng 74 vị từ. Đáp án đúng đáp án A. Ô, câu này hay phết các em nhỉ. Câu này hay thế, giờ sang câu đồ thị hàm số này. Ok, cảm ơn Bùi Văn Thành, rất tốt. Câu này hay nhỉ. Để mấu chốt của câu này là mình có là số mol oxy chính bằng số mol CO2 các em nhé. Số mol oxy chính bằng số mol CO2. Các em lưu ý để ra. Được chưa? Mình sang câu tiếp theo của 70 này. Câu 70 là còn 10 câu nữa. Câu 70 là còn 10 câu nữa đấy. Nào. Câu 70. Nào, câu 70. À, có một chút trục trặc nên chị Huế chưa gửi điểm được cho thầy. Được chưa? Câu 70. Cho từ từ dung dịch HCl. HCl thì coi là H cộng đi. Nhá. H cộng này. Vào dung dịch A chứa amon BaO lần và bmon BaAlO2. Thế thì có nghĩa là thì coi như là OH trừ đi. Là 2 amon, được chưa? 2A. BaAlO2 tương đương với lại là Ba, thầy làm kiểu này này. AlOH 4 lần tất cả 2 lần. Hai thằng này viết tương tự như nhau, mình làm này cho dễ. Đây là B. Tại vì thì có nghĩa là AlOH 4 lần trừ bằng 2B. Sơ đồ đồ thị đây. Thế ta chú ý là tại điểm đầu tiên này. Đây thì là điểm số 1. Tại điểm số 1 thì H cộng cộng với AlOH 3 lần cộng với lại AlOH 4 lần trừ thì tạo thành hỗn hợp gồm. Chỗ này đang đi lên đúng không? Thì chắc chắn cái tuổi AlOH 3 lần. Đúng chưa? Và điều gì? Và thằng điểm này đang đi lên nên là thằng AlOH 4 lần trừ dư. OH 4 lần trừ dư. Thế đây đề bài cho ông ta này, số mol kết tủa bằng 0,2. Số mol H cộng bằng 0,6. Thế thầy bảo toàn để tìm được số mol của nhôm nhé, bảo toàn nhôm này, 2B trừ đi 0,2. Ok chưa? Vậy là ngay tức ở đây là thầy sẽ có bảo toàn điện tích. Thầy sẽ có 0,6 nhân 1 cộng với 2A nhân với trừ vậy là trừ 2A. Cộng với 2B nhân với trừ 1 vậy là trừ đi 2B. Thì bằng thằng này không điện tích này, âm này. Trừ của 2B trừ 0,2. Xong nhá, đây mình chỉ số 1. Tại điểm số 2. Nhìn kỹ tiếp tại điểm số 2. Bùi Văn Thành làm ghê vậy. Dĩ nhiên là team thầy phải ghê. H cộng cộng hỗn hợp gồm OH trừ 2A AL OH 4 lần trừ 2B để tạo thành hỗn hợp. Tại thời điểm này thì là có ALH 3 lần này. AL OH 4 lần trừ này. Có không? Không phải có ALH 4 lần trừ đâu các em nhá. Lưu ý này. H cộng và ALH 4 lần trừ thì tại điểm này có thể là ALH 4 lần trừ dư, nhưng ở điểm này là ALH 4 trừ hết rồi. Vậy là H cộng ăn tiếp nhôm 3 cộng. Nhôm H cộng ăn tiếp ALH 3 lần để tạo thành nhôm 3 cộng. Nên chỗ này không phải là trừ mà là nhôm 3 cộng. Số mol kết tủa vẫn 0,2. Bảo toàn là 2B trừ đi 0,2. À sorry, số mol kết tủa là 0,3 chứ. Tại điểm này 0,3. 2B trừ 0,3. Số mol H cộng lúc này phản ứng là bằng 1,1 cơ mà. Vậy thì có bảo toàn điện tích tiếp. Thì có 1,1 trừ đi 2A trừ đi 2B thì bằng 3 nhân với 2B trừ 0,3. Ui, nhờ cái máy tính đã. Xem AB bằng bao nhiêu. Kết hợp 1 và 2. Xem nào. 2A với... trừ 2B với trừ 2B hết này. Vậy thì được là trừ 2A thì bằng trừ 0,2 trừ đi 0,6. Vậy suy ra A bằng 0,8 chia 2 bằng 0,4. A bằng 0,4. A bằng 0,4. B xem nào. Với A bằng 0,4 thì được là 1,1 trừ đi 2 nhân 0,4 là trừ đi 0,8 trừ 2B bằng 6B trừ 0,9. Vậy 1,1 trừ đi 0,8 thì bằng... Các em bấm máy tính giúp thầy với. 0,3. 0,3 mà vứt 0,9 lên đây là 1,2. Thì bằng 6B cộng với 2B thì bằng 8B à? Vậy B bằng 1,2 chia cho 8. 0,15. B bằng 0,15. Được chưa? Cho dung dịch A ở trên tác dụng với tiếp tục này. Cho dung dịch A. Thế thì ở đây là thằng này là bằng 0,4 này.
thằng B bằng 0,15 này. Dung dịch A của thầy lúc này như đề bài cho chúng ta là gồm hai thằng, đúng không? BA có 2 lần này. Và BA AL OH 4 lần, tất cả 2 lần này. Một thằng là 0,4. A sai rồi á. Thầy bấm sai à? Các em bấm thầy cho A bằng bao nhiêu? Ồ chết. Thầy bấm sai à? Cả nhà bấm giúp thầy xem là A thầy bằng bao nhiêu? A bằng B bằng 0,2 à? Ước mơ xong này làm thầy dạy hỏi. Ok cảm ơn. A bằng B bằng 0,2 à? Ơ thế thầy bị nhầm à? Trừ 0,2. Ơ thế thầy bị nhầm à? À đi. Thôi chết rồi. Trừ trừ là cộng. Cộng 0,2. Đúng rồi. A bằng 0,2. Rồi cảm ơn cả nhà. A bằng 0,2. Thôi lấy các bạn nhá. B bằng 0,2. Vậy là này 0,2 này. 0,2 cảm ơn các em. Cảm ơn Phương Phạm, cảm ơn Vũ Văn Thành. Phương trình mất B mà. Trừ 2B mất B mà. Hoàng Lễ. Trừ 2B mất B mà. 0,2, 0,2. Tác dụng với H24. H2F4 của thầy là bằng 1 nhân với lại 0,82 thì bằng 0,82 nhá. Thu được bao nhiêu gam kết tủa? Thế ở đây thì chắc chắn là có bằng bari 2 cộng này. Thế này thì tách bài toán này thì có là ổn hỗn hợp gồm BA2 cộng 0,2 cộng 0,2 bằng 0,14 này. OH trừ này. 0,2 nhân 2 thì bằng 0,14 tiếp này. AL OH 4 lần trừ này, 0,2 nhân 2 bằng 0,14 tiếp này. Đớp nhau với H cộng này. 0,82 nhân 2 là bằng 1,64. Và S42 trừ này. 0,82. Vậy BA2 cộng ăn S42 trừ thì bằng BA4 này. 0,4. H cộng đớp OH trừ thì còn vẫn còn H cộng dư. 1,64 trừ 0,4 thì bằng 1,24. Đúng chưa? H cộng lại đớp tiếp AL OH 4 lần trừ để tạo thành AL OH 3 lần. Ở đây H cộng này của thầy là dư là 1,24, AL OH 4 lần 0,4. Thằng này đớp tỷ lệ 1:1, vậy 1,24 trừ đi 0,4. 1,24 mà trừ đi 0,4 thì bằng 0,84. Được chưa? Vậy phản ứng cuối cùng của thầy là thằng AL OH 3 lần cộng với H cộng dư thì là 1,24. À đâu đây, đây anh này vẫn là 0,4. H cộng dư mới là 0,84. 0,4 cộng với lại 0,84 thì thằng này ăn 3 H cộng để tạo thành nhu 3 cộng. Thế thì anh này 0,84 chia 3 thằng này hết rồi. 0,84 nhân 1 chia 3. 0,84 mà chia cho 3 thì bằng 0,28. Vậy điều này đây là vậy suy ra A là H 3 lần dư bằng 0,4 chứ 0,28 bằng 0,12. Vậy anh này kết tủa này. Anh này kết tủa này. Vậy kết tủa thầy gồm BA SO4 0,4 và AL OH 3 lần 0,12. Được chưa các em? BA SO4 0,4 và AL OH 3 lần 0,12. Nhìn nó dối. Đúng rồi, phải xem từ đầu nhá. 0,4 nhân 233 cộng 0,12 nhân 78 bằng 102,56. 102,56. Đáp án đúng đáp án C. Thấy chưa? Đáp án đúng đáp án C. Ô câu này hay dễ sợ luôn. Thầy không ngờ là câu này hay đến vậy. Đúng chưa? Xong nhá. Mình tiếp tục này. Sang tầm mới. Câu này câu đồ thị hơi hay luôn. Thầy thay giấy rồi. Đây bây giờ thầy thay giấy đâu. Sang câu 71 nhá. Sang câu 71 à. Sang câu 71. Nào một chấm cho mình chữa full nào. Câu 71. Hỗn hợp X có này. Hỗn hợp X của thầy gồm C2H5OH này. C2H5COOH này. CH3 này. CHO này. Trong đó thế đặt thằng này A B C đi. C5H chiếm 5% số mol. Vậy mình có là A
50% thì A bằng B cộng C. Đốt cháy một chắc M gam hỗn hợp thì thu được CO2 cộng nước. Số mol CO2 bằng 3,136. 3,136 chia cho 2,4 bằng 0,14. Số mol nước bằng 3,06 chia 18 bằng 0,17. Ui, thế thì dễ ợt. Thế là ra luôn này. Mình có này, các em nhìn tinh nhá. CH5COH thì anh này công thức là C2H6O và C3H6O2. Thì cho N nước bằng NCO2 này. Anh này là C2H4O này, cũng cho N nước bằng NCO2 này. Vậy thì bà đáng nhẽ là N nước phải bằng NCO2, nhưng mà đây là N nước lớn NCO2, vậy chênh lệch này chính bằng số mol của CH5OH, đúng không? 0,17 chứ 0,14 thì bằng 0,3. Vậy thì có là B cộng C thì bằng 0,03. Ok chưa? B cộng C bằng 0,03 này. Phương trình thứ hai của phương trình chúng ta đây là phương trình bảo toàn carbon nhé. Phương trình thứ hai chúng ta là phương trình bảo toàn carbon. Phương trình bảo toàn carbon thì thầy có này, 0,3 nhân 2 cộng với 2B cộng với lại 2C. Ơ thì trùng rồi. Bằng 0,14 là trùng. Hai này như chưa tìm được, thế thì khả năng phải bảo toàn hydro chứ không phải bảo toàn carbon. Bảo toàn carbon hai này giống nhau. Bảo toàn hydro. Phương trình thứ hai bảo toàn hydro đi. Bảo toàn hydro thì thầy có là 6V cộng 4C bằng 0,17 nhân 2. Đến đây mình tìm được BC 1,2 này. 1 bằng 1 bằng 0,03 bằng này, 6 bằng 4 bằng này, 0,17 nhân 2 bằng này, 0,11 âm á. Thế mình bị nhầm à? 0,17 nhân 2 này. À còn chưa, còn thiếu. Cộng với thằng này là 6 nhân 0,03. Thiếu. A 11,03 này, 6 này, 4 này, 0,34 trừ đi 0,03 nhân 6 bằng 0,02 và 0,01. B bằng 0,02. C bằng 0,01 các em ạ. Sao B lại là 3B? Cái gì 3B? Cái gì 3B Hảo ơi? Tiến đạt. Cái gì 3B? 71 chưa? Từ từ bình tĩnh thầy đăng lại nhá. Mặt khác cho 2M gam hỗn hợp phản ứng trắng bạc thì đấy có P gam bạc cái tủa. À thì xong rồi. Mang hết cả cụm này, 2M gam phải là gấp đôi lên. Đúng không? À rồi, bảo toàn C rồi, ok nhìn đi rồi. Thì bảo toàn hydro ok rồi. À bây giờ mình có đây là M đúng không? Thì giờ 2M thì là C2H5OH 0,06 C2H5COOH 0,04 CH3CHO 0,02. Ok, cảm ơn Cao Hoàng Hảo, thầy nhìn rồi. Úi nhầm nhiều lắm. Tác dụng với AgNO3 trong NH3 thì trắng bạc đúng không? Thì đằng này trắng 2 bạc. Vậy số mol bạc có thể là 0,02 nhân 2 bằng 0,04. 0,04 mà nhân với lại 108 thì bằng 4,32. Đó quá. 4,32 và đáp án đúng mình là đáp án C đúng không các em? Cả nhà. 71 có thể đáp án đúng, có thể là đáp án C 4,32 ca. Ok. À thế câu này có dễ thôi. Câu 72. 8 câu nữa. Thank you cả nhà. Đấy các em cố gắng là các em comment cho thầy nha, để thầy biết là thầy hay bị nhầm, thầy hay bị bấm máy tính nhầm lắm. Câu 72. 72 này. Hòa tan hết 0,3 mol. Hòa tan hết 0,3 mol hỗn hợp gồm canxi, bari trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch Y chứa A gam muối. HCl dư thì A gam muối thì nó là CaCl2 và BaCl2, số mol nó vẫn là bằng 0,3 đấy. Đúng chưa? Cho Na2CO3 đến dư thì mình thu được kết tủa là CaCO3 và BaCO3 36 gam. Đây A gam muối này. Hỏi A gam muối này. Hỏi khối lượng. Thế đơn giản đúng không? Thế là thằng này là
x, thằng này là y, thì thằng này là x, thằng này là y. Thầy có số mol đầu tiên này, thầy minh trình này, x cộng y bằng 0,3, 100x cộng 197y bằng 36. 1 bằng 1 bằng 0,3, 0,3 bằng 100 bằng 197 bằng 36 bằng. Lẹ. Lẹ như vậy thì có lẽ thầy sử dụng một cái phương pháp khác. Phương pháp tăng giảm khối lượng nhé. Phương pháp tăng giảm khối lượng. Nếu thầy sử dụng phương pháp tăng giảm khối lượng thì thầy có này. Đây là M muối clorua. M muối clorua thì luôn bằng M muối carbonat cộng với này, bỏ gốc CO3 trừ đi. Gốc CO3 thì trừ là trừ 60. Cộng gốc CL2 vào, CL2 là 71. Nhân với số mol là 0,3. M muối clorua sẽ bằng M muối carbonat là bằng 36 này. Bỏ đi trừ 60 cộng 71 là cộng với lại 11 nhân 0,3. 36 cộng với lại 36 cộng 11 nhân 0,3 bằng 39,3. Đáp án đúng, đáp án đề. Rất tốt. Uyên với lại một vài bạn comment rất đúng. Phạm Ngọc Thái bây giờ mới vào học. Bây giờ bọn 99, bây giờ bọn 2K1 mới vào học nhiều. Các em nhớ xe lại về tường sáng tác các bạn vào trong đây nhá. Thầy biết là lúc này thầy chưa đến những câu. Ừ, máy thầy không gán được giá trị. Máy thầy là máy cổ xưa hiểu không? Không gán được giá trị, chính xác rồi. Câu 73. 73 nhá. Chú ý tập trung nhá. 73 này. Cho 1,64 gam bột đồng. 1,76 bột đồng. 1,76 chia 64 bằng 0,0275. Vào 100ml hỗn hợp gồm AgNO3 0,22 nhân 0,1 bằng 0,022. FeNO3. Comment đáp án thử xem nào. 3 lần. 0,165 nhân 0,1 bằng 0,0165. Đến phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn X và dung dịch Y khối lượng chất rắn X. Ui, thế thì bài này thì thầy nghĩ là chúng ta nên viết phương trình. Bản thân thầy thì nghĩ an toàn nhất là viết phương trình. Đồng cộng với bạc cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng bạc. Đây là cách an toàn nhất. 2 số mol đồng bằng 0,0275, số mol bạc bằng 0,022. Vậy suy ra được thằng bạc hết 0,022, thằng đồng phản ứng là 0,011. Vậy đồng dư trừ đi 0,011 bằng 0,0165. Đúng chưa? Vậy đề bài hỏi là khối lượng chất rắn Y thì mình chỉ quan tâm đến bạc cộng thôi, là bằng 0,022. 0,022. Tiếp tục chúng ta sẽ đến cái phản ứng tiếp theo là đồng ăn tiếp với lại sắt 3 cộng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với sắt 2 cộng. 0,0165. 0,0165. Anh này 2, anh này 2. Vậy sắt 3 cộng hết 0,0165 chia 2 bằng 8,25 nhân 10 mũ trừ 3. Vậy này có dư 8,25 nhân 10 mũ trừ 3. Thằng này không phải chất rắn, không phải chất rắn. Vậy chất rắn chúng ta gồm, suy ra chất rắn gồm bạc 0,022, đồng 8,25 nhân 10 mũ trừ 3. Thế là nhân với lại 64 cộng với lại 0,022 nhân 108 bằng 2,904 các em. 2,904 quá, nhiều bạn ra giống thầy đấy. Đáp án đúng đáp án C. Rất tốt. 73 rồi. 73 là mình được 8,25 rồi nhỉ. Ui, 74 dài quá. 75 cũng dài. Chúng ta đánh dấu để lại nhé. Tiếp mình dài. 74, 75 thì cắm sạc rồi nên không có gì sợ. Dài 76 đi. À từ từ, dài 76 để 77 để 78 để 79 để. Thầy giải 80 trước. Đúng không? Ăn cũng ngon trước. Cho thí nghiệm sau này. Các em chú ý này. Số thí nghiệm sau khi kết thúc thu được dung dịch chỉ chứa 2 chất tan. Mình viết phương trình rồi. Bài viết phương trình thầy thay một tờ mới. Phải viết phương trình rồi. Một mol NaHCO3. Một mol NaHCO3
1 mol NaHCO3 tác dụng với 1 mol CaO2 2 lần. M thì thằng HCO3 trừ tác dụng H trừ để tạo thành CO3 2 trừ. Đây chú ý trong dịch nhá. Và tạo thành Ca CO3 cộng với NaOH. Tại tỷ lệ 1:1 mà HCO3 trừ NaOH trừ vậy còn dư 1 OH trừ đúng không? Thế canxi cộng đốp CO3 2 trừ vậy chỉ còn là NaOH thôi. Vậy là loại. Hai chất tan loại. Sắt tác dụng với bạc. Sắt tác dụng với bạc cộng để tạo thành sắt 2 cộng cộng bạc 2 2 đúng không? 1 này, 2,5 vậy tính này tính là 1 2 này. Vậy dư 0,5 đúng không? Sắt 2 cộng là 1 đúng không? 1 này. Nó có phản ứng tiếp theo là sắt 2 cộng cộng bạc cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng bạc này tỷ lệ 1 1 này. Và cũng dư 0,5 này, sắt 2 cộng 1 này. 0,5 này. 0,5 này. 0,5 này. Vậy dư 0,5 này. Vậy thằng này tồn tại là Fe2 cộng NO3 2 lần và Fe3 cộng là Fe NO3 3 lần. Vậy được. Đúng hai mối nhá. Tiếp tục này. Câu IC này. Thằng này tác dụng với 5 mol NaOH. Úi xùa. Thì chắc chắn là NaOH dư thì thằng này ăn là CH3 CH3 COO C6H5 cộng với NaOH thì anh này là 1, anh này là 5 để tạo thành CH3COONa cộng C6H5ONa cộng H2O ăn 2 đúng không? Thằng này là 1, thằng này là 5, vậy tính theo thằng này 1, 1 và NaOH dư, vậy là chỉ tồn tại 2 muối. 2 muối, được. Hai muối chứ, phenylacetat là CH3COONa và C6H5ONa và cả NaOH dư. Vậy là tồn tại hai muối hoàn toàn chính xác chứ. Câu 80 mà. Được chưa? Tiếp tục nha. Tiếp tục. D nè. Cộng NaOH 2 mol thì tạo thành NaCl cộng với lại H2N CH2 CONa cũng hai muối luôn. Anh này một muối, anh này một muối. Ba anh. 3 mol NaOH này. 3 mol NaOH. À ừ, chất tan phải muối, chết rồi. NaOH cũng chất tan, cảm ơn. NaOH dư. 5 trừ 2 bằng 3. Đúng rồi. NaOH dư. Lưu ý ở đây là chất tan chứ không phải muối với loại C. Thank you, cảm ơn Nguyễn Trọng Thành. Cảm ơn Nguyễn Thế Chế Thế Khải. Ok, thank you bọn em. Tiếp tục đây mình có là OH trừ chia CO2 thì cứ tưởng muối thì bằng 3 chia cho 2 thì bằng 1,5. Lớn hơn 1 nhỏ hơn 2. Thứ một thằng là HCO3 trừ, một thằng là CO3 2 trừ, vậy là hai muối nữa. 1 2 3. Đáp án đúng mình đáp án B. Thank you cả nhà. Ok. Ừ, 3 cái, cảm ơn Cao Quang Hảo. Đúng rồi, Nguyễn Thế Khải, chính xác. 3 cái nha. Giờ mình chiến sang cái câu muối đi, 76 đi. Thì thích chiến câu 76. Các em nhìn kỹ câu 76 nhá. Cái 76 là phải tinh ý. Ai xa ơi. 76 nào. Thầy thích làm mấy kiểu câu 76 nào. Hỗn hợp E gồm chất X, chất Y. X là muối của axit hữu cơ đa chức. Chắc tối nay thầy chịu đi 9 điểm rồi nhá. Đau họng lắm. 1, 2, 3. Tối nay thầy chữa lấy 9 điểm, 4 năm. Để trong này thầy chữa thêm một câu nữa. Chữa xong câu này chắc thầy chữa thêm câu một câu nữa. Chắc thầy chữa thêm câu điện phân nữa. Nhờ. Thầy chữa câu 76 cho cả nhà. Chữa lấy 9 rồi, thầy mệt lắm rồi. Chữa này để cho các em còn nghỉ. Còn lại mấy câu cuối thì thầy gửi đáp án phải chi tiết nhá. 76 này. Hỗn hợp E gồm chất X. X là muối axit hữu cơ đa chức. Nhìn này. N2O4 vậy là axit 2 chức là... Vậy thằng này là X là... C3H10N2O4 để bài cho đa chức. Mà O4 vậy là axit 2 chức. Thấy chưa? Thì nó là axit 2 chức đúng không? Thế thì nó sẽ có là OOC này. Đúng không? Chắc chắn là phải là COO nữa rồi. Thấy chưa? Thế thì đầu này
còn một carbon này thì chắc chắn đầu này là NH4 này. Bây đầu này là còn gì? NH3 CH3 màu cháo nhá. Y là muối của axit vô cơ. Đuôi N2O3. Đuôi N2O3 thì nhiều lắm. Nhiều lắm. Thế là thêm diện tích nhá. Giả sử là CO3 2 trừ đi. Giả sử là CO3 2 trừ thì chia hai cái ra. Thì bỏ một còn C2. Chỗ này là còn là C2H12N2. Thế cơ đôi đây thì một thằng là CH6N. CH6N là CH3NH3 rồi. CH3NH3. Các em nhìn kỹ năng suy luận nhé. Mình làm bài này mình phải có kỹ năng suy luận, nhưng mình không có kỹ năng suy luận là mình chết. Được chưa? Thế là cho hàng này tác dụng NaOH dư đun nóng thì thu được hai chất khí tỷ lệ mol 1:5. Thế khí này khí N4 là khí NH3 này. Khí này khí là CH3NH2 này. À vậy ngon rồi, đặt thằng này là A thì thằng này là B, đúng không? Vậy thì có này, sinh ra NH3 thì chỉ có A thôi. Nhưng mà sinh ra CH3NH2 thì có A cộng với lại 2B. Thế vậy ở đây là thầy sẽ có cái hệ luôn này. 0,6 vậy là A cộng với A cộng 2B thì bằng 0,06. Dung dịch chứa 3,64 gam muối. Vậy là muối, đây là hai khí nhá. Vậy muối của thầy có này. Muối thầy có là muối gì nhỉ? Xem nào. CuNa này. Tất cả hai lần này. Amon này. À, muối này là muối Na2CO3 đúng không? Bmon này. Vậy muối của thầy chỗ này là bằng 44 cộng 23. 67. 67 nhân 2A cộng với thằng này là 106B thì bằng khối lượng là 3,46. Đấy mình tìm được. 2 bằng 0,06 bằng 67 nhân 2 bằng 106 bằng 3,46 bằng 0,1 và 0,2. A bằng 0,01, B bằng 0,02. Giá trị của M. M là gì? M gam E. Đây giá trị M. Còn này đúng không? Thằng này thì ta có là thằng N4CO axit ta trước là 0,01. Thằng này bằng 0,02. À 0,06 mol hai chất khí tỷ lệ 1:5, thế xong rồi. Ơ nhưng mà thầy giải kiểu này cũng ra rồi. Thầy giải kiểu này cũng ra mà các em. Đúng không? Thầy cũng chẳng cần quan tâm đến tỷ lệ đúng không? Cảm ơn Nguyễn Trọng Thành. Thầy vừa tính được kiểu mờ muối nó cũng ra. Nhỉ. Yeah. Thế bây giờ thầy tính này. Thế mới kinh nhỉ. 0,01 nhân thế bài này cho thừa dữ kiện nhân mẫu đơn này. 12 nhân 3 cộng 10 cộng 28 cộng 16 nhân 4 cộng 0,02 nhân 12 nhân 3 cộng 12 cộng 28 cộng 16 nhân 3 bằng, ôi chết ấn nhau, 3,86. Đang đáp án C. Úi rồi bây giờ mới vào thì muộn. Làm cái đơn giản xong rồi. Đơn giản rồi. Mấy câu này là mà các em phải làm được đấy. Các em học thể phải làm được. Làm sang câu điện phân nhá. Thế là mình có 4 câu nhé, thầy để lại 4 câu nhé. Mình làm nốt câu điện phân rồi mình nghỉ, ok. Bạn nào ok thì mình chấm cả nhá. Mình làm nốt câu điện phân, mình lấy 9 nhận thôi. Đề này cũng khá cứng. Thầy chữa lấy 9 nhá. Được chưa? Thế mình thầy chữa nốt câu điện phân này. Mấy giờ rồi? Bây giờ 11 giờ rồi. Thầy chữa nốt câu điện phân nhá. Ok chưa? 7-8 này. Điện phân dung dịch chứa M gam hỗn hợp gồm CuNO3 2 lần và KCl mạch hợ bằng ăn xốp dòng điện không đổi. CuNO3 2 lần này, KCl này, mà ngăn số dẫn điện thời gian t giây thì tương ứng với lại số mol e trao đổi là 1. Thì ở anode với anion đến N3 trừ không điện phân, vậy chắc chắn sinh ra khí clo và thầy dự đoán có oxy. Không biết có đúng hay không, kệ nó, thầy dự đoán thôi. Bởi vì đây là bài nó không khí này. Chắc chắn có rồi. 2,688 chia 2. 0,12. 12 mol.
Nếu thời gian điểm phân là 2T giây. 2T. Thì là 2 NE trao đổi gì? Con này làm rồi à? Thế không biết. Thì khí thoát ra anốt gấp 3 lần thể tích khí thoát ra ở cathode. Cùng điều kiện. Anốt chắc chắn lúc này vẫn thoát ra clo oxy. Gấp 3 lần ở cathode. Vậy là ở cathode sinh ra đồng và khí hydro. Khối lượng cathode tăng 18,6. Đây là M tăng, M cathode tăng. Thì chính bằng M đồng bám vào. Để M đồng bám vào bằng 18,56 để suy ra số mol đồng. 0,29. Đúng nhỉ? Số mol đồng là 0,29. À thế này đơn giản. Thế câu này dễ. Thì đặt số mol clo là A thì số mol oxy là B. Vậy thì có hệ đầu tiên là A cộng B bằng 0,12 này. Suy ra thì có được số mol E trao đổi 1. Suy ra số mol E trao đổi ở phần 1 của đây sẽ bằng clo nhận 2, 2A, oxy nhận 4, 4B. Vậy suy ra 2T thì thầy sẽ gấp đôi lên là 4A cộng với 8B, đúng không? 4A cộng 8B nhá. Clo thì giữ nguyên. Vậy clo hết rồi là A. Oxy lúc này sẽ là bảo toàn E. Oxy sinh ra sẽ là 4A cộng 8B trừ 2A chia 4, oxy nhận 4 mà. Tổng E trao đổi trừ đi số mol E trao đổi clo. Đây tổng E trao đổi này, 4A cộng 8B này trừ số mol E trao đổi clo này trừ đi 2A này thì bao nhiêu trừ 4 này. Được chưa? Thế còn số mol hydro sinh ra. Hydro sinh ra thì 4A cộng 8B. 4A cộng 8B này trừ đi đồng là 0,29 nhân 2 chia 2. Đây khí nha. Đề bài nói anốt gấp 3 lần thể tích khí thoát ra ở cathode. Vậy thì có là A cộng với 4A trừ 2A thì là bằng 2A, 2A trừ 4 bằng 0,5A. 8B trừ 4 thì bằng 2B. Thì bằng 5 lần. Đúng không? 3 lần. 4A chia cho 2 thì 2A cộng 8B chia 2 là bằng 4B. Trừ đi 0,29 nhân 2. 0,58. Vậy mình có hệ này, hệ thứ hai. Mình ráp ở đây thì có là 1,5A cộng 2B thì bằng 6A cộng 12B trừ đi 3 nhân 0,58. 1,74. Bấm máy tính của thầy với các em ơi. Xem 2B bằng bao nhiêu nào. Bấm máy tính của thầy các em. 2B bằng bao nhiêu? 1 bằng 1 bằng 0,12. 0,58 chia 2 á. Ờ, 0,58 chia 2 là bằng 0,29. Cảm ơn. Tí chết. Vậy là chỗ này là 0,58 chia 2 là 0,29. Vậy là 3 nhân 0,29. 0,87 thôi. Trừ 0,87. Bấm máy tính giúp thầy các thằng tiên ơi. Thầy ngại bấm máy tính thế. 1 bằng 1 bằng 0,12 bằng chuyển sang bên này đi. Chuyển sang bên này thì là 1,5 trừ đi 6A. 1,5 trừ đi 6 bằng 2 trừ đi 12 bằng âm 0,87 bằng 0,06 và 0,06. A và 0,06, B và 0,06. Thế phải nghe tức thể bảo toàn clo để tìm được số mol clo bằng 0,06 nhân 2 và 0,12. Đúng chưa? Bảo toàn đồng 0,29 thì ngoài 0,29. Thế vào cái gì? Giá trị của M. Xong rồi. 0,29 nhân 188. 0,12 nhân 39 cộng 35,5. 63,46. B. Đã xong cả nhà. Đã xong. Đáp án đúng đáp án B. Các em còn 4 câu nữa thì sáng mai rồi thầy gửi chúng ta phải đáp án chi tiết nhá. Thầy mệt lắm rồi. Bye bye. Chào tạm biệt. Được có đúng mỗi một bát chè đỗ đen này. Và bây giờ mới làm xong các em. Chúc cả nhà ngủ ngon. Chẳng thấy đứa nào chúc thầy. Buồn thế không biết. Nhớ theo dõi thầy. Like, share tất cả mọi sự tất tốt thầy để cổ vũ tinh thần cho thầy nhá. Thì để thầy mới có sức mà thầy có thể làm cho các em liên tục được. Các em nhớ rằng là từ lúc mà các em thi đến giờ thì bị sút nó mấy cân rồi. Khổ không? Vẫn chưa có người yêu.
Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.